áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện áp, tải ngay áp về danh. Chào mừng các con đến với môn học tiếng Việt 2, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Ngày hôm nay, cô và các con sẽ cùng nhau hoàn thành các câu hỏi có trong vở học tiếng Việt 2 tập 1 nhé. Con cùng quan sát bức tranh cho cô nào. Ở trong bức tranh này có hai bạn nhỏ đang tươi cười đúng không nào? Và tên của hai bạn nhỏ chính là Bi và Bống. Và buổi hôm nay của chúng ta, tuần 2 bài 3 với chủ đề Niềm vui của Bi và Bống. Bây giờ các con cùng mở vở ra và hoàn thành cho cô các câu hỏi để xem niềm vui của hai bạn như thế nào nhé. Chúng ta cùng đi vào câu hỏi số 1 nào. Câu hỏi số 1 nằm ở trang 8. Nội dung câu hỏi như sau. Câu chuyện trong bài đọc diễn ra khi nào? Các con hãy đánh dấu phê tích và ô trống cho đáp án đúng nhé. Đáp án thứ nhất, vào một ngày mưa. Đáp án thứ hai, vào một ngày không mưa. Và đáp án thứ ba, vào một ngày mưa có cầu vồng xuất hiện. Ở trong bức tranh vừa rồi thì con đã quan sát thấy cầu vồng ở trên bầu trời đúng không nào? Vậy thì liệu đáp án cho câu hỏi số 1 có phải là đáp án số 3 hay không? Con cùng suy nghĩ và trả lời cho cô nhé. Và bây giờ chính là đáp án cho câu hỏi số 1 này. Câu chuyện trong bài đọc diễn ra vào một ngày mưa có cầu vồng xuất hiện chính là đáp án số 3. Các con đã đánh số phê tích và ô trống trước đáp án này nhé. Đó là câu hỏi số 1. Còn câu hỏi số 2 sẽ hỏi chúng ta những gì? Các con cùng quan sát cho cô nào. Câu hỏi số 2 vẫn nằm ở trang 8. Yêu cầu các con dựa vào bài đọc, điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống. Chúng ta có tất cả là 4 chỗ trống này, cùng với 2 câu văn như sau. Câu thứ nhất, nếu có 7 hũ vàng, Bống sẽ mua 3 chấm và 3 chấm. Câu thứ hai, còn Bi sẽ mua chỗ trống thứ nhất và chỗ trống thứ hai. Vậy là đây sẽ là 2 món đồ mà bạn Bống và bạn Bi sẽ mua nếu có 7 hũ vàng. Các con cùng suy nghĩ và trả lời cho cô thật thích hợp nhé. Chúng ta có thể dựa vào bài đọc để trả lời này. Và sau đây chính là đáp án của cô cho câu hỏi số 2. Nếu có 7 hũ vàng, Bống sẽ mua búp bê và quần áo. Còn Bi sẽ mua ngựa hồng và ô tô. Được chưa nào? Đó chính là các đồ vật mà hai bạn rất là thích. Rồi, bây giờ chúng ta cùng chuyển sang câu hỏi số 3 nào. Câu hỏi số 3 nằm ở trang 8. Nội dung câu hỏi như sau. Khi biết không có 7 hũ vàng, Bống cảm thấy thế nào? Đáp án thứ nhất, Bống rất buồn và thất vọng. Đáp án thứ hai, Bống cảm thấy bình thường. Và đáp án thứ ba, Bống vẫn vui vẻ vì nghĩ ngay đến việc vẽ những gì anh Bi thích. Liệu có phải là đáp án Bống rất buồn và thất vọng hay không? Các con cùng suy nghĩ cho cô xem nào. Đáp án nào sẽ là đáp án đúng nhất cho bạn Bống nhỉ? Với cô này, cô sẽ trả lời câu hỏi số 3 như sau. Đó chính là Bống vẫn vui vẻ và nghĩ ngay đến việc có những gì anh Bi thích. Được chưa? Các con cùng đánh dấu phê tích và đáp án này cho cô nhé. Rồi, chúng ta cùng chuyển sang câu hỏi số 4 nào.
Câu hỏi số 4 nằm ở trang 8 yêu cầu các con xếp các từ ngữ trong mục đơn vào nhóm thích hợp. Chúng ta có các từ ngữ trong mục đơn như sau: mũ vàng, búp bê, bi, bóng, quần áo, ô tô, anh và em. Chúng ta có hai nhóm từ ở 12 ý AB này. Ý A chính là các nhóm từ chỉ người và ý B là các nhóm từ chỉ đồ vật. Được chưa nào? Các con suy nghĩ và sắp xếp cho cô các từ ngữ trong mục đơn vào hai nhóm thích hợp nhé. Và sau đây chính là đáp án của cô cho câu hỏi số 4 này. Với nhóm từ ngữ chỉ người, chúng ta có những từ như sau: bi, bấm, anh và em. Vậy là các từ còn lại sẽ là các từ ngữ chỉ đồ vật nhé. Mũ vàng, búp bê, quần áo và ô tô. Được chưa nào? Các con cùng hoàn thành ở trong vở cho cô thật nắn nót nhé. Tiếp tục này, chúng ta sẽ đi vào câu hỏi số 5, nằm ở trang 8. Yêu cầu các con viết lại những câu thể hiện sự ngạc nhiên của Bi trước sự xuất hiện của cầu vồng. Những câu thể hiện sự ngạc nhiên mà các con thường nói là gì nhỉ? Khi thấy một cái gì đó quá đẹp trước mắt chúng ta sẽ nói như thế nào? À, gọi là wow, đẹp quá, hay là ôi chao, đúng không nào? Đó chính là những từ cảm thán thể hiện sự ngạc nhiên. Vậy thì với bạn Bi, khi nhìn thấy xuất hiện cầu vồng, thì bạn đã nói câu gì để thể hiện sự ngạc nhiên nhỉ? Các con cùng suy nghĩ lại và trả lời cho cô câu hỏi số 5 nào. Chúng ta có hai câu để thể hiện sự ngạc nhiên của Bi trước sự xuất hiện của cầu vồng này. Đó chính là: cầu vồng kia, đẹp quá. Đúng không nào? Đây chính là thể hiện sự ngạc nhiên của bạn Bi. Các con cùng hoàn thành nhé. Và câu hỏi số 5 cũng chính là câu hỏi cuối cùng của buổi hôm nay rồi. Sau khi hoàn thành xong thì buổi học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô rất mong gặp lại các con ở những buổi tuần sau. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.